Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend, đã cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong One Piece. Vậy cho nên anh em hãy đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. 8.816.000 Meri, đó là tổng tiền thiên nã của tất cả các thành viên trong băng hải tặc của Rome sau khi Arc Wano kết thúc. Chắc chắn số tiền này sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Hiện tại với con số 8.816.000 Meri này, thì có thể thấy tiền thiên nã của băng hải tặc của Rome cũng thuộc dạng băng hải tặc top đầu trong One Piece. Bởi hiện tại băng hải tặc của Rome đã được công nhận là băng hải tặc tứ hoàng mới trong One Piece. Sau sự kiện tăng tiền thiên nã lần này, đã có rất nhiều sự thay đổi về vị trí xếp hạng tiền thiên nã của các thành viên trong băng hải tặc của Rome, đặc biệt nó đến từ vị trí thứ 3 và thứ 4. Và theo các bạn thì phản ứng của thế giới sẽ như thế nào khi biết tiền thiên nã của tất cả các thành viên trong băng hải tặc của Rome đã vượt qua con số 8 tỷ, đặc biệt là quê hương cũng như những người thân của tất cả các thành viên trong bảng. Vậy cho nên trong video hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng nhau đưa ra một vài dự đoán xem phản ứng của thế giới sẽ như thế nào khi biết tổng tiền thiên nã của băng hải tặc của Rome này nhé. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với chủ đề vô cùng thú vị này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đứng đầu là tiền trưởng băng hải tặc của Rome tứ hoàng Luffy với 3 tỷ Meri. Đây được xem là số tiền không hề tương xứng với những gì mà Luffy đã thể hiện tại Wano, bởi trước đó Luffy đã được truy nã 1.500.000.000 Meri sau khi phá tan các đám cưới chính trị và đặt quả đá bánh lãnh thổ của tứ hoàng Big Mom. Sau đó Luffy đã đến Wano và đánh bại tứ hoàng Kaido và thú nhờ vào khả năng thức tỉnh trái quỷ của mình, một trái quỷ do thần thoại trong One Piece. Cụ thể đó là trái quỷ do thần thoại Hitohitonomi Model Tamantranika. Tuy nhiên, mặc dù đánh bại Kaido và thú với 4.611.100.000 Meri, nhưng Luffy chỉ được tăng lên với con số 3 tỷ Meri, đồng thời bàn tiền tiến nã của Kick và Law thật sự bất ngờ. Có lẽ chính quyền thế giới cho rằng liên minh Luffy, Kick và Law đã cùng nhau đánh bại liên minh Kaido, Big Mom, vậy cho nên đã chia đều tổng số tiền tiến nã của ba nhân vật này. Với việc tiến nã với con số 3 tỷ Meri thì chắc chắn những người thân của Luffy sẽ rất bất ngờ và vui vẻ với thông tin này, ví dụ như phó đô đốc Gap, ông nội của Luffy, hay cha của Luffy, nhà cách mạng The Dragon, đặc biệt là những người dân tại làng Fusa cùng với Dadan, người đã nuôi lớn và chăm sóc Luffy. Còn về phần của chủ quán rượu Makino, chắc chắn phải nhập thêm rượu để đủ bán cho tất cả mọi người trong sự kiện ăn mừng tăng tiền tiền nã lần này của Luffy. Tiếp theo là kiếm sĩ băng hải tặc của Rome Zoro với 1.111.000.000 Meri, xếp thứ 2 trong băng hải tặc của Rome chỉ đứng sau Luffy. Trước khi đến với Arc Wano, Zoro có tiền tiền nã là 320.000.000 Meri. Thế nhưng với việc sở hữu được thanh kiếm Diêm Vương Anh Ma của Kusuke Uden, cùng với đó là xuất hiện trên đỉnh sọ Onigashima chiến đấu với hai tứ hoàng là Kaido và Big Mom, để rồi sau đó quyết chiến một trận sinh tử với King Okabe mạnh nhất chỉ xếp sau tứ hoàng Kaido và thú, và Zoro đã đánh bại được Okan Banking với tiền tiền nã là 1.390.000.000 Meri. Vậy cho nên trong lần tăng tiền tiền nã lần này, con số 1.111.000.000 Meri là hoàn toàn hợp lý so với những gì mà Zoro đã thể hiện. Với sự kiện tăng tiền tiền nã lần này của Zoro thì tôi tin rằng sư phụ của Zoro đệ nhất kiếm sĩ mắt dị hậu Mihawk sẽ là người có phản ứng đầu tiên, để rồi sau đó là những người sống tại võ đường Kodaburo tại vùng biển Đông Xanh. Tất cả sẽ rất bất ngờ và sốc với số tiền tiền nã lần này của Zoro, đặc biệt là khi biết Zoro sở hữu thanh kiếm Diêm Vương Ema của Kozuki Uden. Đứng ở vị trí thứ 3 thuộc về thời đại tàu băng hải tặc của Rome Jinbe với 1.100.000.000 Meri. Và tôi vô cùng bất ngờ với số tiền tiền nã lần này của Jinbe, bởi không phải Sanji mà Jinbe chính là người có tiền tiền nã cao thứ 3 trong băng hải tặc của Rome. Tại Arc Wano, Jinbe đã đánh bại được Hutu, một trong 6 Tobi Double của băng hải tặc bá thú. Đồng thời, Hutu cũng chính là một cựu thành viên của tổ chức bí mật CP9 trong quá khứ. Hutu đã thủ tấm trái quỷ mà Luffy đã sở hữu, nhưng sau đó đã thất bại vì Xanh Tóc Đỏ đã cướp được trái quỷ này, và cũng chính vì lý do này đã khiến Hutu phải ngồi tù trước khi trốn thoát và trở thành thuộc hạ của Kaido bá thú. Và theo tôi, trong đợt tăng tiền tiền nã lần này, Jinbe đã vượt qua sự mong đợi của tất cả mọi người. Có lẽ vui nhất chính là những thành viên của băng hải tặc mặt trời. Họ vui vì thuyền trưởng của mình Jinbe đã tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Xếp ở vị trí thứ tư là Sanji, đầu bếp băng hải tặc của Rome với 1.032.000.000 Meri. Đây được xem là một điều vô cùng bất ngờ, bởi trước đó tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Sanji chắc chắn ở vị trí thứ 3 trong hải tặc của Rome. Nhưng với việc thấp hơn Jinbe 1.100.000.000 Meri thì Sanji đã rơi xuống vị trí thứ 4 trong băng hải tặc của Rome. Tại Wano, Sanji đã đánh bại được Nguyên Mệnh Dịch, một trong ba Okabe mạnh nhất của băng hải tặc bá thú. Nguyên Mệnh Dịch có tiền tiền nã là 1.320.000.000 Meri. Vậy cho nên trong sự kiện tăng tiền tiền nã lần này, chắc chắn những thành viên của gia tộc Vinsmort là những người có phản ứng nhiều nhất khi biết tiền tiền nã mới của Sanji, đặc biệt là Vinsmort chết, người cha của Sanji. Và ông chắc chắn sẽ đó bất ngờ về sự phát triển vượt bậc của Sanji khi Sanji đã đánh bại được Queen, người từng làm việc chung với Vinsmort chết trong nhóm khoa học Mars. Xếp ở vị trí thứ 5 là Nico Robin với 930.000.000 Meri, tăng 800.000.000 Meri so với trước đó. Tại Arc Wano, Robin đã giải cứu thành công Sanji thoát khỏi tay Black Maria, để rồi sau đó đánh bại luôn cô nàng Tobi Double này. Sau khi Nico Robin biến thành một con quỷ có sừng, cánh và răng nanh, một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, Tobi Double Black Maria
có số tiền đi nã là 480 triệu Berry, cao thứ hai trong số 5 Toby Double của bàn tay bách thú. Ngoài ra, với những hiểu biết cũng như tầm quan trọng của mình khi đọc được những văn từ cổ trên các phiến đá Bonnie Click, thì việc được truy nã với con số 930 triệu Berry dành cho Nico Robin là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, khác với những thành viên còn lại trong ban tay tặc của Rome, Nico Robin đã không còn những người thân của mình nữa. Vậy cho nên, có lẽ người phản ứng nhiều nhất khi biết tiền truy nã của Nico Robin là cựu đô đốc Guzan, người duy nhất có mối liên kết chặt chẽ với Nico Robin ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, đứng vị trí thứ 6 là Thánh Usopp, xạ thủ ban tay tặc của Rome, với tiền truy nã là 500 triệu Berry. Tại Aquano, Usopp không có gì đặc chuyển, hay thậm chí có thể nói rằng không có gì nổi bật so với các thành viên còn lại trong ban tay tặc của Rome. Ngoài trừ làng hiếm hoi, Usopp nói lên suy nghĩ của mình về cái chết trước những samurai của Oden. Trước Wano, Usopp được truy nã với 200 triệu Berry. Thế nhưng với tài chém gió của mình, Usopp đã nói rằng chính mình đã đánh bại hai Toby Double của băng hải tặc bách thú là Bay One và Uti. Vậy cho nên Usopp đã được truy nã với con số 500 triệu Berry, một con số hoàn toàn xứng đáng với tài chém gió của nhân vật này. Với sự kiện tăng tiền truy nã lần này, thì có lẽ người duy nhất vui mừng với tiền truy nã của Usopp chính là Yasop, một thành viên trong băng hải tặc tóc đỏ và cũng chính là cha của Usopp. Đứng ở vị trí thứ 7 chính là thành đóng tàu băng hải tặc của Rome Franky với 394 triệu Berry. Và có một điều vô cùng bất ngờ, tấm hình truy nã Franky được thay thế bằng hình tàu Sunny. Tại Wano, Franky đã có một màn solo đúng nghĩa với Sasaki, một trong 6 Toby Double mạnh nhất của bản tàu bách thú. Kẻ sở hữu một trái quỷ sơn cổ đại cũng làm ba sừng tờ tiền sử. Với sự kiện tăng tiền truy nã lần này, chắc chắn những người thân của Franky tại Water 7 sẽ rất vui mừng và phấn khích về thông tin này, đặc biệt chính là người bạn thời nhỏ Abed của Franky. Đứng ở vị trí thứ 8 là Brook, giặc công bản tàu mũ rơm với 383 triệu Berry. Cũng giống như Usopp, Brook không có gì đặc chuyển tại Wano. Brook không đánh bại bất kỳ một nhân vật cụm cán nào trong băng hải tặc bách thú, ngoại trừ lần hỗ trợ Nico Robin đánh bại Toby Double và Black Maria. Và sau đó Brook đã đi theo và bảo vệ Nico Robin. Và theo tôi, những gì hay nhất và tâm tiết nhất, Brook đã dành hết cho Tứ Hoàng Big Mom tại đó bánh. Và cũng giống như Nico Robin, Brook không còn những người thân của mình nữa, bởi tất cả đều đã chết. Và tôi cho rằng lúc này chỉ có ông lão Crockett tại mỏm sinh đôi cùng với chú cá voi là Bon mới có những phản ứng vui vẻ về tiền truy nã lần này của Brook. Có lẽ vui nhất chính là chú cá voi là Bon. Đứng ở vị trí thứ 9 là Nami, hoa tiêu băng hải tặc của Rome. Hiện tại Nami được truy nã với con số 366 triệu Berry, tức tăng lên 300 triệu Berry so với trước đó. Tại Aquano, Nami đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của mình dành cho Luffy. Ngoài ra Nami còn thu phục được Zeus, một homie mạnh mẽ của Tứ Hoàng Big Mom. Chính sự kết hợp giữa Nami và Zeus đã đánh bại hoàn toàn cô nàng Uti, một trong 6 Toby Double của băng hải tặc bách thú. Vậy cho nên con số 366 triệu Berry dành cho Nami là hoàn toàn hợp lý. Với việc được tăng 300 triệu Berry cho lần này, thì có lẽ người có phản ứng vui nhất về số tiền truy nã lần này của Nami chính là Nojiko, chị em kết nghĩa của Nami. Cuối cùng là Chopper, bác sĩ băng hải tặc mũ rơm, đồng thời cũng chính là thú cưng của băng hải tặc này. Trước khi đến với Aquano, Chopper được truy nã với 100 Berry. Tại Aquano, Chopper đã điều chế được thuốc giải virus băng quỷ, sau đó còn tác sắp mặt Okanban Queen Bình Dịch vì những gì mà tên này đã gây ra. Hiện tại, với những thông tin được Oda công bố trong chapter 1058, thì tiền truy nã của Chopper được tăng lên gấp 10 lần trước đó, tức 1000 Berry, một con số vô cùng lớn dành cho Chopper. Và có lẽ người vui nhất khi thấy tiền truy nã lần này của Chopper chính là Kuhira, mẹ nuôi của Chopper. Ngoài ra tôi còn cho rằng vị bác sĩ này từng là thành viên của băng hải tặc Rock Huyền Thoại. Trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về phản ứng của thế giới khi biết tổng tiền truy nã của băng hải tặc mũ rơm vượt qua con số 8 tỷ, đặc biệt là quê hương cũng như người thân của tất cả các thành viên trong băng hải tặc mũ rơm. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.